Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024, bước sang ngày làm việc thứ 2 và họp phiên bế mạc. Tới sự có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, cùng 250 đại biểu đại diện cho trên 80.000 thanh niên trong toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động sáng tạo, đổi mới trong công tác hội. Nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ đều đạt và vượt mức so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, một trong những điểm sáng của hội trong nhiệm kỳ qua đó là tích cực giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp làm giàu thông qua đề án hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2018-2023. Tổ chức 62 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, 96 lớp bồi dưỡng kiến thức về hợp tác xã, tổ hợp tác cho 10.200 lượt hội viên thanh niên, phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thông qua vay vốn ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội lên tới gần 158 tỷ đồng. Thông qua 417 chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng 3 biên giới, ngày hội vì biển đảo quê hương, thu hút sự tham gia của trên 14.500 lượt thanh niên tham gia, thăm tặng 4.000 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã phối hợp cùng câu lạc bộ tích cực khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 15.000 lượt người dân, thu hút 2.600 thầy thuốc trẻ và thanh niên tình nguyện tham gia. Phong trào hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo hội viên tham gia với trên 31.000 đơn vị máu, đã duy trì được các câu lạc bộ hiến máu tại các trường như Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Nhiệm kỳ qua, Tuổi trẻ Hưng Yên đã góp một phần không nhỏ trong việc xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị văn minh với 110 công trình thanh niên cấp tỉnh, 1.075 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ biểu dương những kết quả của Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức hội, các cấp trong tỉnh, trong hệ thống chính trị nói riêng và trong đời sống xã hội tỉnh nhà nói chung. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cấp hội tiếp tục đổi mới hình thức tập hợp thanh niên, khắc phục những hạn chế, tiếp tục có những sáng tạo để hoạt động của hội ngày càng tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và thực chất hơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh. Một là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận số 80 ngày 25 tháng 12 năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Tuổi trẻ tỉnh nhà cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong công tác rèn luyện đạo đức, lối sống, giữ vững, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và tinh thần cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã dày công vun đắp. Hai là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình phong trào của tổ chức hội gắn với thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thanh niên khởi nghiệp, trong đó chú trọng triển khai tổ chức thực hiện tốt đề án thanh niên Hưng Yên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022. Ba là tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của hội theo hướng sâu sát, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên, nhất là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, chương trình đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp. Bốn là Ủy ban hội khóa mới với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, phát huy vai trò là mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đồng thời tập trung xây dựng và củng cố tổ chức hội vững mạnh. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng, ước mơ, hoài bão phục vụ quê hương, có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm cao với nhiệm vụ đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, gia đình và xã hội quan tâm và phối hợp nhiều hơn nữa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
để thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để thanh niên được rèn luyện cống hiến và trưởng thành. Cũng nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng thành công của đại hội Tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bức Chướng, thanh niên Hưng Yên đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện khởi nghiệp, góp phần phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh. Đại hội đã hiệp thương Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 37 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tuấn Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội cũng hiệp thương cử 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8 tại Hà Nội. Nhân dịp này, nhiều cá nhân tập thể đã được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.